Đồ chơi chị em Lily xin chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay bên em vừa về chiếc HDX800. Đó là một mẫu xe địa hình cực kỳ dễ thương luôn nha. Mẫu này là mẫu một chỗ ngồi nha. Thì ngày hôm nay em sẽ quay sơ cho các anh chị xem về ngoại hình cũng như là tiết cái động cơ cho các anh chị xem nha. Đây đây là ngoại hình của em đó nè. Cực kỳ đẹp luôn nha, cực kỳ sắc nét luôn, nhìn rất là bảnh, rất là cool luôn á. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đây. Xe này là xe một chỗ ngồi nha mấy chị. Đó, một chỗ ngồi cực kỳ đẹp luôn. Cửa rồi là mình mở ra được luôn nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đó, thì bây giờ em sẽ test động cơ cho các anh chị xem nha. Đây, đây là cái bảng để điều khiển nè. Đó, đây là nút mở nguồn. Đó, mở nguồn lên thì nó sẽ có đèn nha. Đó, có đèn pha đằng trước nè. Đó, đây. Thì đây sẽ là nút tiến, nút lùi. Còn đây là mở nhạc nè. Còn cái đây là mở đèn nè. Đó, mình nhấp một cái này đèn nó sẽ nhấp nháy. Đó, rồi em nhấp thêm một cái nữa để tắt mở nè, nhấp nháy nè. Đó, còn đây sẽ là cái động cơ, cái chế độ mà chế độ ngựa xe tự chạy mấy chị, tự tiến á, tự tiến tự lùi nha. Đó, khi mà các bố mẹ nhà mình mà không có thời gian mà điều khiển xe cho bé hoặc là cái gì đó thì mình có thể để chế độ này để cho bé mình tự chơi nha. Đó, còn đây là mở nhạc nè. Đây đây là đó, mình đè vô là sẽ tăng âm lượng nha. Đó, còn mình nhấn mình đè xuống thì sẽ giảm âm lượng này. Đó, chứ còn mấy chị đè vô là nó sẽ tăng. Còn mình nhấn một phát là một nút một lần nữa là nó sẽ quay bài khác. Còn mà mình nhấn đè nó sẽ tăng. Đó. Còn tắt nhạc là mình nhấn một nút này nó sẽ tắt nhạc nha. Ở trên đây nó sẽ là cổng USB này. Còn ở trên đây nó sẽ hiện cái bình ắc quy á mấy chị. Đó, mình sạc đầy hay là chưa đầy á là nó sẽ hiện những cái nút đây này để mình biết là mình sạc pin. Còn ở đây là sẽ là cái ổ, cái chỗ mà để mình sạc pin nha mấy chị. Đó, còn đây là cái vô lăng. Đó, kèn này cực kỳ to luôn. Bên đây là nhạc. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, và xe này vừa là xe điện chân ga và vừa là xe điều khiển luôn nha mấy chị. Đó, cực kỳ xịn luôn. Đó, mấy chị thích mẫu này á thì giờ cứ comment vào các video này hoặc là nhắn tin vào fanpage bên em, sẽ có nhân viên bên em chat tin nhắn cho các anh các chị nha. Đó, cảm ơn các anh các chị đã xem video. Tạm biệt mọi người.